Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video của Hưng nha. Và hôm nay thì Hưng sẽ giới thiệu cho mọi người chiếc VF5 màu xám mọi người ha. Và màu xám này rất là đặc biệt nha, không phải là màu xám mà hiện tại mà Hưng đang giao, nhưng mà đây chính là cái màu, nó nằm trong cái bảng màu tùy chọn, đó là cái màu xám xi măng mọi người ha. Đây, màu rất là đẹp nha. Và trong cái thời gian mà đặt cọc ưu đãi từ ngày 7 cho đến ngày 10, nếu như mà quý anh chị đặt cọc sẽ được miễn phí chọn cái màu sơn là màu nâng cao kèm với cái màu tùy chọn nha. Và màu xám này, xám xi măng này, nó nằm trong cái bảng là cái màu tùy chọn đấy. Và khi mà chúng ta ban đầu nhìn thì thấy cái màu này, mọi người có thể là tưởng tượng nó giống như là được dán lên một cái lớp đề can, nhưng không phải nha. Đây là một cái màu sơn hoàn toàn, và nó sơn từ trực tiếp từ nhà máy. VinFast thì vừa công bố một cái có thể nói là chính sách rất đặc biệt, đó chính là miễn phí 1 năm sạc pin dành cho quý khách hàng đi xe ô tô điện VinFast đó. Và VF5 thì cũng nằm trong cái phân khúc là được miễn phí 1 năm từ ngày 1 tháng 7 cho đến ngày 1 tháng 7 2025 đấy. Và hiện tại thì bên Hưng cũng sẽ có những phiên bản màu để nhận cọc, như là màu hồng, màu hồng tím đấy mọi người ạ, màu xám, màu xanh dương đậm, màu xanh lá nhạt, hay là màu vàng đấy. Ngoài ra thì quý khách hàng có thể tùy chọn theo cái màu yêu thích của mình, những cái màu nào đó mà quý khách hàng thích thì có thể tùy chọn, đang được free, miễn phí ở trong cái đợt đặt cọc từ ngày 7 cho đến ngày 10 tháng 7 này mọi người nha. Có thể nói là rất là đặc biệt và rất là hiếm khi mà có cái dịp mà VinFast chơi lớn như thế này. Hiện tại thì Hưng sẽ quay một vòng cho mọi người xem chiếc màu xám xi măng này. Thì nó cũng là một chiếc VF5 bình thường thôi, không phải là nó có điểm gì khác biệt đâu, mà nó được khoác lên một cái màu mới thôi mọi người nha. Đấy, phiên bản này cũng là phiên bản giống như những phiên bản khác. Đây, đây là cái góc quay mà có thể mọi người sẽ cảm nhận được rõ nhất cái màu này. Hiện tại thì Hưng không có ánh nắng chiếu vào xe, và Hưng đang quay với một ánh sáng là cũng khá là tốt. Đó, mọi người có thể thấy được cái màu xám xi măng nó như thế nào nha. Nó rất là đẹp nha, cực kỳ đẹp luôn. Về xe thì hiện tại VinFast VF5 đã hoàn thiện khá lỗ mọi người. Tiếng đóng cửa, cốp sau nó đã chắc nịch hơn nhiều. Nói chung là rất là ok luôn. Đây, màu xám thì đây cái bảng màu có thể nói là một trong những cái mã màu nó rất là sang nha. Những cái chiếc xe máy hay là những chiếc xe ô tô người ta đã grab cái màu này rồi, nhưng mà chưa có một cái một hãng nào có thể nói là sơn cái màu này nó đẹp như thế này. Hiện tại với VinFast hiện tại nó đã được sơn rất là nhiều màu ở trên chiếc VF5, kể cả những cái màu như vàng, xanh, đỏ, tím, những cái màu có thể nói là có thể là mọi người rất là ít có thể thấy được trên xe ô tô. Nhưng mà hiện tại với VF5 và VF3 thì VinFast đã có thể nói là phủ luôn trên những cái xe này rồi, rất là đẹp mọi người ha. Đây là phần phía đuôi xe đó. Và trong đợt cọc ưu đãi này thì bên VinFast cũng sẽ tặng 10 triệu, tặng ngay 10 triệu cho quý khách hàng nào đặt cọc xe VF5 đó, đặt cọc xe VF5, một cái chương trình có thể nói là rất là ưu đãi. Xe này sản xuất 24 mọi người, rất là mới luôn nha, 100% mới luôn nha. Và VinFast đã cam kết rồi sẽ giao xe sẽ giao xe là trong tháng 7 này luôn cho quý khách hàng đặt cọc luôn đó, sẽ cố gắng giao xe sớm nhất có thể. Và thời gian VinFast đưa ra là đâu đó tầm trong tháng 7 này, cuối tháng 7. Đây, một cái màu rất là tuyệt vời mọi người ha. Đó, đây là cốp sau nha. Con này thì gặp được hai hàng ghế, gặp được hàng ghế thứ hai, màu sơn riêng trên xe VF5. Một chiếc xe có thể nói là rất là nhiều người đang thích cái màu này. Khách hàng của Hưng hiện tại cũng đã có vài khách hàng đã cọc màu xám xi măng này rồi. Ngoài ra thì có thêm cái màu hồng tím và cái màu xanh lá nhạt, umami đấy. Màu này thì trên VF3 đã đặt cọc đó, ở góc một cái góc khác này mọi người thấy không ạ. Nắp capo về phần cản trước và nó quyện với lại cái cản màu đen ở phía dưới, tạo nên một cái chiếc xe có thể nói là mạnh mẽ vô cùng. Về mức giá hiện tại thì nó sẽ cao hơn so với tháng 6 một tí mọi người ha, bởi vì tháng 6 là có chương trình giảm 100%, nhưng hiện tại đang là giảm 10 triệu và được miễn phí sơn màu lên đến 10 đến 20 triệu thì nó cũng bù đắp lại một phần nào. Ngoài ra thì được thêm một cái chương trình nữa, đó là miễn phí sạc pin 1 năm dành cho khách hàng mua xe ô tô điện đấy.
và sẽ miễn phí cho đến ngày 1 tháng 7 2025 nha, chứ không phải là bắt đầu từ lúc giao xe mọi người ha. Ở nhiều khách hàng của Hưng là hỏi là bây giờ tháng 10 ta mới mua thì đến tháng 10/2025 mới hết cái chương trình chứ đúng không? Là không phải mọi người ha. Chính xác là sẽ đến tháng 7 2025 sẽ hết cái chương trình miễn phí 1 năm thay pin, một năm sạc pin mọi người nha. Ok. Và nếu như quý anh chị đang có cái nhu cầu đặt cọc VF5 Đà Nẵng Quảng Nam thì có thể liên hệ trực tiếp cho Hưng nha. Tôi sẽ hỗ trợ chi tiết nhất. Và thêm một chương trình nữa đó chính là chương trình vay 4,8% trên 2 năm đầu tiên cũng sẽ đi kèm với cái chương trình đặt cọc này luôn. Như vậy thì quý khách hàng sẽ được cái ưu đãi kép trong thời gian này. Đặc biệt đối với khách hàng mà đang muốn mua xe để chạy tự doanh với ZM thì sẽ được hai cái ưu đãi cùng một lúc, đó là giảm 4,8% là vay 4,8% trong 2 năm đầu tiên thả nổ từ năm thứ 3 theo ngân hàng Tiên Phong và VPBank. Ngoài ra sẽ được ưu đãi 10 triệu và được một cái nữa đó là miễn phí sơn màu nâng cao. Ok chưa? Dạ. Một số có thể nói là rất là hợp lý. Miễn phí sơn là màu nâng cao và màu tùy chọn nha. Màu nâng cao thì hiện tại Hưng có 4 mã, đó là xanh lá nhạt, màu hồng tím, màu vàng và màu xanh dương nhạt. Đó, 4 mã như thế. Còn những cái màu tùy chọn là những màu như là màu xám xi măng hay là màu xanh dương đậm đấy. Đó, rồi những cái màu khác như là màu mọi người có thể tùy chọn theo cái sở thích của mình. Và được free trong đợt này luôn nha. Ok, bây giờ Hưng sẽ quay thêm một vòng để cho mọi người xem về cái màu xám này. Sau đó chúng ta sẽ kết thúc cái video tại đây. Đây, góc này thì là Hưng cảm thấy là góc mà chúng ta sẽ nhìn được cái màu xám này nó một cách thực tế nhất nha. Cái màu xi măng đấy, màu xi măng khô mọi người ạ. Đó, đây là nhìn ngang của cái hông xe. Đây, một cái góc có thể nói là cực kỳ đẹp nha. Ok. Rồi. Hưng sẽ kết thúc video tại đây mọi người. Mọi người đang có cái nhu cầu đặt cọc hay là cần tư vấn về chiếc VF5 này thì có thể liên hệ trực tiếp vào hotline Hưng để bên trên nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.